Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An đã góp phần vận động tuyên truyền về quốc phòng an ninh cho bà con tín đồ tôn giáo để cùng nhau giữ vững niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc. Đã thành thông lệ hàng năm, bà con tín đồ Phật giáo địa bàn thành phố Tân An đi dự lễ Phật Đản, lễ Du Lan đều được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An tổ chức thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, vừa kết hợp việc đạo với việc đời, gắn bó cùng dân tộc, phụng sự nhân sinh, nên bà con rất phấn khởi, tham dự rất đông đủ. Tại đây, bà con Phật tử được thông tin kịp thời tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, được bồi dưỡng những chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thành đội thành phố Tân An đã đến đây có một cái buổi chia sẻ rất quý báu về tinh thần bảo vệ an ninh quốc phòng toàn dân. Điều này đã làm cho đồng bào Phật tử về dự lễ Du Lan năm nay, ngoài tinh thần báo hiếu theo bốn ân, báo đáp ân cha mẹ, thì nâng cao cái sự hiểu biết và cái vai trò của mình trong tinh thần bảo vệ an ninh quốc phòng tại quê hương càng sâu sắc hơn nữa. Và qua buổi nói chuyện này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng những kiến thức và những kinh nghiệm của quý vị đã làm cho các Phật tử có thêm được những cái hiểu biết về bảo vệ an ninh quốc phòng tại địa phương, càng ngày là càng có cái vai trò sâu sắc hơn, càng có cái vai trò để bảo vệ an ninh vững chãi hơn. Để tiếp cận và thu hút bà con tín đồ Phật giáo trên địa bàn tham gia các lớp thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, mỗi dịp lễ Tết, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An tổ chức đoàn cán bộ thăm hỏi tặng quà các vị chức sắc, các tín đồ Phật giáo ở các chùa trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các vị chức sắc và các tín đồ Phật giáo ở các chùa trong việc xây dựng quê hương đất nước, nhất là các hoạt động nhân đạo từ thiện. Qua đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An cũng mong muốn Ban trị sự các chùa tiếp tục tuyên truyền vận động các Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Các chức sắc tôn giáo có tiếng nói ảnh hưởng lớn trong tín đồ Phật tử, khi họ hiểu và nắm vững kiến thức quốc phòng an ninh một cách thống nhất sẽ góp phần quan trọng đưa các chủ trương chính sách lớn về quốc phòng an ninh đến với tín đồ Phật tử, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở. Các cái khóa tập huấn về kiến thức quốc phòng toàn dân, chúng tôi thấy đây là một cái chương trình rất là hữu ích để cho các giới, các thế hệ tôn giáo, trong đó có Phật giáo, cũng có cơ hội để nắm bắt tình hình về quê hương đất nước chúng ta, nhất là trách nhiệm giữ gìn sự độc lập, tự do, hạnh phúc. Thầy nhớ Bác Hồ cũng từng dạy các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải ra sức giữ gìn đất nước này, bờ cõ này. Những cái ý nghĩ như vậy nó rất là thâm thúy và mang một cái truyền thống trách nhiệm của dân tộc. Do đó, dầu là người tu sĩ Phật giáo thì cũng nghĩ rằng phải bảo đảm được hai cái trách nhiệm quan trọng. Trách nhiệm đối với dân tộc, phải là một công dân tốt, làm tròn những nghĩa vụ đối với dân tộc, đối với đất nước của mình. Là một người tu sĩ theo Phật giáo và hiện giờ cũng là một chức sắc của Phật giáo, cũng luôn luôn tâm niệm cùng hướng dẫn những người tín ngưỡng Phật giáo phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc. Lịch sử đã chứng minh như vậy. Phật giáo Lý Trần đã viết lên những trang sử oai hùng.
là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Long An, thành phố Tân An có trên 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 10.000 công nhân tham gia lao động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, các công ty, xí nghiệp. Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng kích động lôi kéo khiếu kiện đông người, tập trung vào các khu công nghiệp có đông công nhân, gây mất trật tự chính trị, an toàn xã hội. Việc triển khai bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn, do doanh nghiệp lo ngại việc tổ chức khóa đào tạo 1 đến 2 ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Từ khó khăn đó, Ban Chỉ huy quân sự cùng với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động tới lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động để họ hiểu rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Tuy bước đầu còn khó khăn vì phần lớn các doanh nghiệp đều đặt nặng lợi ích kinh tế, nhưng chúng tôi đã kiên trì vận động thuyết phục, từ đó đã tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho công nhân. Bên cạnh đó thì định kỳ 6 tháng một lần, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An đã phối hợp với các ngành tổ chức gặp gỡ các chức sắc chức việc tôn giáo trên địa bàn và phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho tín đồ Phật tử. Bà con rất phấn khởi vì được đã thông tin kịp thời về chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, về tôn giáo dân tộc. Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An tham mưu và thực hiện chủ động mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho công nhân tại các doanh nghiệp tư nhân, trở thành địa phương đi đầu trong lực lượng vũ trang Long An trong triển khai nhiệm vụ trên. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công nhân lao động các khu cụm công nghiệp, công ty xí nghiệp của thành phố Tân An được bồi dưỡng quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố, nắm chắc các đối tượng, xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng một cách linh hoạt, phù hợp với hoạt động của các đối tượng. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng Giáo dục Phòng an ninh, chủ động mở rộng các kênh tuyên truyền về quốc phòng an ninh thông qua các buổi sinh hoạt ấp khu phố để tuyên truyền một cách sâu rộng nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, trong đó có bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh công nhân, người lao động, các doanh nghiệp, và thông tin tình hình kinh tế quốc phòng an ninh cho tín đồ Phật tử tôn giáo là bước đi sáng tạo của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An. Tiếp tục rút kinh nghiệm cùng với xây dựng chương trình bồi dưỡng linh hoạt phù hợp với từng đơn vị doanh nghiệp, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An đang tăng cường công tác phối hợp ban ngành đoàn thể tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ công nhân, người lao động, các chức sắc chức việc, tín đồ Phật tử, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.